Hôm nay mình tiếp tục đến hội quán ngôi sao miệt vườn của anh Khương Dừa. Mình quay cái video là cái đêm giao lưu văn nghệ nha các bạn. Ngày hôm nay khách dự kiến đến xem đông quá, thành ra anh Khương Dừa anh có sắp xếp anh em đội ngũ giữ xe thêm một bãi xe phía phía bên gần cái ủy ban cũ như các bạn. Chào quý diễn giả. Dạ. Chào anh. Bây giờ cách đây cách chỗ hội quán xuống như khoảng mấy chục mét nha các bạn. Cách đi 16 chỗ luôn nha các bạn. Đây mình review cái hội trường nha các bạn. Bữa nay anh Khương Dừa anh chuẩn bị chu đáo quá. Quá trời đẹp luôn. Đây khách này đâu lên anh? Bà Rịa hả? Bà Rịa với tao. À mấy giờ đi mà giờ tới đây? À cũng này là cũng fan của anh Khương Dừa nha các bạn. Nguyễn Âu Vlog. Trời ơi, đẹp quá. Của người ta nữa. Đây chiếc nón này nha quý vị ơi, chút xíu nữa lấy lại giùm chú Hề, chút xíu nữa chú Hề ơi, hãy chú Hề chơi chờ nó mất cái nón của tôi rồi là chết chú Hề luôn. Rồi còn bạn nào nữa, con lấy nón của ai vậy? Ta thôi các bạn ơi, đứng lùi lại đi con, dễ té đó con. Lấy nón của cha con. Cha con lấy nón của ai vậy? Ta luôn hả? Rồi thêm một bạn nữa nha, một bạn đứng đầu tiên luôn. Rồi bây giờ mình đổi nha, mình đổi cho chơi khác đấy nha. Rồi tôi bảo rồi thời gian bây giờ rất là dài, cho các bạn trả đồ quần chú trong vòng 30 giây, nhớ trả đúng người và lấy lên cho chú Hề một sợi tóc bạc hoặc là một sợi chỉ trắng lên ở đây, một sợi tóc bạc hoặc là một sợi chỉ trắng nha các bạn ơi. Thôi là ngồi chú Hề xin lỗi quý vị chú Hề.
của người ta nữa. Đây chiếc nón này nha quý vị ơi, chút xíu nó lấy lại giùm chú Hề, chút xíu lên chú Hề ơi, lại chú Hề chơi trời đó mất cái nón của tôi rồi, là chết chú Hề luôn. Rồi còn bạn nào nữa, con lấy nón của ai vậy? À, thôi các bạn ơi đứng lùi lại đi con, để té đó con. Lấy nón của cha con. Cha, con lấy nón của ai vậy? Ta luôn hả? Rồi thêm một bạn nữa nha, một bạn đứng đầu tiên luôn. Rồi bây giờ mình đổi nha, mình đổi cho chơi khác nữa nha. Rồi, tôi bảo. Rồi, thời gian bây giờ rất là dài, cho các bạn trả đồ giùm chú trong vòng 30 giây, nhớ trả đúng người và lấy lên cho chú Hề. Một sợi tóc bạc hoặc là một sợi chỉ trắng đem ra đây. Một sợi tóc bạc hoặc là một sợi chỉ trắng nha các bạn ơi. Thôi là ngồi chú Hề xin lỗi quý vị chú Hề thôi. Rồi bây giờ các bạn ơi, đứng người về qua bên kia một chút xíu nha con, để ông nói chuyện té nha các bạn. Rồi sân khấu hơi cao nên các bạn ngồi nhỏ chúng ta lùi về sau xíu nha. Rồi bây giờ chú Hề hỏi từng người nè, phỏng vấn từng người nha. Rồi con tên gì? Yên Thu ơi, cho chú hỏi nè, con lấy sợi chỉ trắng này của ai vậy? Ba con, con lấy của ai? Trời ơi ba ơi, con tên gì? Con tên là Linh Đen bất nhiên trùng bất đen luôn rồi. Trời ơi. Rồi các bạn ơi lùi lại để té con. Lùi lại. Rồi bây giờ bạn tiếp theo, con tên gì? Lương Minh Phương. Bạn Phương ơi, cho chú hỏi là con lấy cộng tóc hay là cộng chỉ vậy? Cộng tóc hả? Nhưng mà sao chú thấy nó vàng vàng mà có trắng đâu? Thôi tạm thời chấp nhận nha. Rồi con lấy của ai? Của mẹ. Con lấy tóc ngoại hả? Dữ gì ta? Con lấy cái này của ai vậy? Con luôn. Quá dữ hay sao hả? Trời ơi, người ta kêu lấy chỉ, lấy tóc mà không đi lấy vỏ tâm chỉ ăn. Trời ơi, con lấy cái cộng tóc này của ai? Con lấy cộng tóc của ba. Rồi các bạn ơi, đứng sát vào bên trong giúp chú nha các bạn. Các bạn đứng sát vào bên trong giúp chú nha. Rồi, bây giờ các bạn đứng sát vào bên trong nha. Đây, rồi còn ai nữa? Con lấy cộng tóc này của ai? Con lấy cái nội con. Ủa nội hả? Rồi, cảm ơn bạn. Rồi còn bạn nào nữa? Trời đất ơi, cái này cũng tóc bạc. Nhưng mà lần này không phải trùm tóc đen mà nguyên trùm tóc bạc đi. Đợt này đã ngứa luôn nội ơi. Ai đòi? Bây giờ tôi bảo. Rồi, các bạn ơi, cho chú hỏi nè, cộng tóc với cộng chỉ này mình có trả lại được quần áo hay là đầu tóc của cô chú ông bà của mình không? Không vậy sao? Mất luôn rồi, trời ơi. Rồi, vậy bây giờ nãy giờ một điều các bạn quên rồi. Nghĩ sao cái đầu người ta xâm xê thì không ai thấy chưa? Uổng ghê không? Màu trắng, màu đỏ, đủ màu luôn mà không ai xinh hết trơn. Rồi, bây giờ tôi bảo. Rồi, các bạn ơi, tôi bảo các bạn hãy chạy thiết là nhanh về phía ba mẹ cô chú ông bà người đưa mình đến đây ngày hôm nay để ôm họ rồi sau đó đón lên đây lấy quà. Thương vừa, đúng rồi. Vậy ngày hôm nay nè, chú Hề chút xíu nữa sẽ mời các con chúng ta nhận quà của chú Hề. Sau đó các bạn có ai chưa có bong bóng không? À, vậy bây giờ các bạn ơi chú yên tâm nha, sau khi chú Hề tặng quà cho các con rồi, các con sẽ cùng chúng ta xuống khu vực dưới sân khấu gần hai bên phía loa này. Chú Hề đứng bên nào thì các bạn sẽ đến để mình lấy quà của chú nha. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Con tên gì? Con là Linh Đen. Dạ, gia đình của bé Linh Đen, phụ huynh của bé Linh Đen đâu ạ? Dạ, bé nói là bé chưa tìm thấy ba mẹ, xin mời quý vị chúng ta vui lòng lên khu vực sân khấu để có thể gặp lại bé. Một lần nữa xin mời bé ba mẹ của bé Linh Đan hoặc là ông bà của bé Linh Đan chúng ta vui lòng liên hệ với ban tổ chức của là chú Hề CC để đón bé ạ. Dạ, bé đang đưa tay cùng với chú Hề. Và các bạn nhỏ ơi, chúng ta lùi lại chút xíu rồi chú Hề tặng quà cho con liền nha. Chúng ta lùi lại nha các bạn. Đây, dạ bé Linh Đan ạ. Một lần nữa xin mời phụ huynh của bé Linh Đan chúng ta vui lòng sẽ di chuyển về khu vực sân khấu để có thể mời bé cùng với mình xuống ạ. Dạ, nếu không có ai thì chú Hề sẽ tạm thời nắm tay bé cùng với chú Hề một thời đi. Nếu mà quý vị nào thấy phụ huynh có tìm con thì mình cứ liên hệ với chú Hề CC. Chân thành cảm ơn. Và các bạn nhỏ ơi, bây giờ chúng ta tiến qua khu vực bên kia chú Hề tặng con cho các bạn kẹo nha các bạn ơi, cũng như là quà nha. Ngồi đây nè, ra đây ngon.
Các bạn cứ thấy chú Hề đang đứng vào khu vực bên hoa loa nào thì chúng ta cứ đến để nhận bông bóng hoàn toàn miễn phí. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, chỉ còn khoảng và ít phút nữa thôi, khoảng 17 giờ thì 9 giờ chúng ta sẽ bắt đầu mấy người bạn tập thể dục chung mình nha các bạn. Chúng tôi có quầy nước, quý vị mấy cô nha mấy cô làm mình trực tiếp đến để có thể kêu nước uống hoặc là đồ ăn ở phía bên góc tay trái của quý vị. Dạ một lần nữa xin trân trọng kính mời và kính mời. Dạ một lần nữa thì nước uống ở phía bên tay mặt của bên tay trái của quý vị, còn đồ ăn ở bên tay mặt của quý vị. Xin mời quý vị chúng ta có thể di chuyển về khu vực hai quầy đó để có thể tìm nước cũng như là đồ ăn cho mình. Xin trân trọng cảm ơn và xin mời quý vị đang có mặt.